Hôm nay mình công bố kết quả minigame đợt ngày 18 tháng 6 là con số 23. Thì có một bạn trúng nha anh em. Mình sẽ liên hệ với bạn đó để lãnh phần thưởng là một cặp Galaxy. Minigame của ngày 8 tháng 7 là ngày hôm nay nè, ra clip một cặp Get Galaxy màu rất đẹp luôn. Mã số 1. Mã số 1 là một con trống Koi Nemo Galaxy nền vàng. Giá của em nó là 50.000. Màu nền vàng rất là sáng. Đuôi Star nha anh em. Sang con mã số 2. Mã số 2 là một con trống. Con này là con Neon dòng dạ quang anh em. Neon Get Galaxy. Đuôi Star đều. Giá của em nó là 50.000. Màu đỏ tươi, mắt và cái bụng của nó vẫn có màu xanh lá luôn, xanh lá chuối á, lá chuối non anh em. Dạ quang á thì ban đêm nó phải phát sáng, mắt rất sáng luôn, sáng dạ với ánh sáng màu tối. Con mã số 3 là con trống Nemo, con này dạng Koi Nemo Galaxy, chủ đạo nền cam, form rất đẹp nha anh em. Giá của em nó là 40.000. Bản đuôi to tròn. Con này cũng thích hợp cho anh em làm giống luôn. Hiện tại thì giá bên trại của mình đang giảm giá rất là đẹp luôn để cho anh em mình mua ủng hộ. Khi anh em mua hàng bên mình á thì anh em được kiểm tra hàng. Mua 4 con thì mình sẽ tặng cho anh em một con. Mã số 4 là con trống Koi Get Galaxy. Con này màu đỏ tươi nha anh em. Giá của em nó là 50.000. Màu đỏ phơm tốt, đuôi tròn to. Con mã số 5 là con trống Candy. Con này viền màu, thịt dãy đồ màu nha anh em. Những cái bản dãy đó, bản dãy màu. Nó khoảng 4 màu anh em. Đỏ, cam, trắng, xanh. Có thêm màu hồng nữa, 5 màu. Giá của em nó là 40.000. Giá mấy giá này giá cực rẻ luôn anh em. Hàng đẹp giá rẻ. Bản đuôi to tròn. Sang con mã số 6 là em Koi Yellow Galaxy. Màu yellow, màu sáng đậm nha anh em. Form đẹp, đuôi Star bông cúc. Giá của em nó là 50.000. Mua 4 con là tặng 1 con. Trên 200k hoặc là 200k thì mình sẽ miễn ship. 200.000 anh em, 200.000 thì được miễn ship. Dưới 200.000 thì anh em phải bỏ ship ra 30.000. Mã số 7 là em Dumbo Hatchmoon, dòng tai bơi to, đuôi dài, bản đuôi 180 độ, giá của em nó là 40.000. Màu xanh ngọc bích nè. Màu xanh ngọc bích. Sang con... Mã số 8 anh em là con Koi Nemo. Koi Nemo phân mảng màu cam đỏ. Giá của em nó là 40.000. Phân mảng màu cam đỏ, nó sẽ cam sẽ đỏ, sẽ cam sẽ đỏ nè. Mã số 9 là em Nemo Galaxy. Đuôi Star qua cúc luôn nè. Đuôi Star đều. Màu ánh hồng. Hồng cánh sen anh em, màu hồng cánh sen á. Màu sáng tươi hồng cánh sen á. Giá nó 40.000. Con này form cũng rất đẹp luôn nè. Đầu tròn, đuôi to. Mã số 10 là em trống Nemo Galaxy.
Em này chú đạo nền cam, viền màu đồ rất là sáng luôn. Giá của em nó là 50.000, đuôi có xì ta. Sang con mã số 11 là em trống coi Red Galaxy, màu đỏ tươi nha anh em, form tốt. Giá của em nó là 50.000. Hầu như clip toàn là giá 40-50 không anh em. Có vài giá là những con xuất sắc thì giá tầm khoảng 60-80 thôi, còn hầu như đa số là giá 40-50 hết. Nên em rất là lựa chọn rất là nhiều. Mã số 12 là em trống Nemo Galaxy. Em này form cực tốt luôn, giá chỉ có 60.000. Galaxy là sáng chiếu nha anh em. Galaxy rất là sáng. Sang con mã số 13 là một em candy màu độc lạ luôn, màu dãy mà bà dãy màu anh em, màu dãy rất là sáng, như vậy dãy đều nữa. Con này candy rất là sáng dãy đều, con này có giá là 50.000, hàng độc lạ cho anh em sưu tầm. Sang con mã số 14 là em câu Yellow Galaxy, màu vàng, vàng chanh nha anh em. Cá còn rất là tơ luôn, dạng như dạng yellow thì màu nó lâu lên lắm. Cá thì độ tuổi nó tầm khoảng 4 tháng rồi, nhưng mà màu thì nó chưa có lên, kịp nè, tầm khoảng 4 tháng rưỡi 5 tháng thì màu sẽ full. Dạng như mấy dòng câu thì càng ép là càng đẹp. Sang con mã số 15, em trống coi Nemo Galaxy. Em này form cũng rất đẹp luôn, giá của em nó là 50.000. Anh em nào mà có mới mua cá bên mình thì anh em có thể là mình kết bạn Zalo ha, qua số điện thoại mình có để trên clip anh em. Sang con mã số 16 là em trống coi Red Galaxy. Em này có giá là 50.000. Mấy em coi Red Galaxy thì màu rất tươi luôn em, màu rất tươi. Ánh sáng là ánh sáng tự nhiên nha anh em, mình quay ngoài trời ánh sáng tự nhiên. Mã số 17 là con trống Nemo, coi Nemo Galaxy. Con này có giá 50.000, chủ đạo nền cam dãy sáng trắng, nó có những cái tông màu đỏ. Sang con mã số 18 là em trống Nemo Galaxy. Em này có giá là 40.000. Trắng hồng cánh sen, viền thì có những cái viền đỏ. Sang con mã số 19 là em coi Nemo Galaxy nền vàng anh em. Giá của em nó là 80.000. Màu vàng rất đậm luôn, đỏ với màu Galaxy rất là sáng. Form rất đẹp, đuôi tròn. Giá 80 là giá cao nhất trong clip ngày hôm nay của Việt rồi đó anh em. Sang con mã số 20 là con trống Nemo Galaxy, cũng là nền vàng luôn em, nhưng mà nó là màu dãy,
màu dãy sáng, giá cũng là 80.000. Đến những chú cá mái, con mái số 21 là con mái Get Galaxy Gold, con này có giá 30.000, rất rẻ luôn anh em. Bụng cằn trứng, màu gold rất là sáng luôn, đỏ thì đỏ đậm mà giá chỉ có 30 thôi. Mã số 22 là con mái Koi Nemo Galaxy màu cam tươi, giá chỉ có 40.000. Cam tươi Galaxy nhuyễn anh em. Mã số 23 là con mái Candy, con này cũng có giá 30.000. Con này là dãy trắng xanh ngọc. Rất rẻ luôn, giá chỉ 30.000. Con mã số 24 là con câu Yellow Galaxy, con này có giá là 40.000. Con này màu vàng nghệ anh em, đuôi xì ta xanh, đuôi Galaxy xanh. Con mã số 25 là em Koi Nemo Galaxy, con này có giá là 30.000. Chủ đạo nền cam, con này là nguyên con cam luôn. Con mái số 26 là con mái Koi Get Galaxy, đuôi xì ta xanh, thịt thì thịt đỏ, dạng Koi nha anh em. Giá của em nó 40.000. Mã số 27 là em Nemo Galaxy, màu rất là tươi sáng, giá của em nó 40.000. Bụng thì căng trứng anh em. Anh em có thể nhìn cái bụng nó thấy là vàng trứng rồi. Trứng này anh em có thể về mình tập ép được rồi. Mã số 27 là em Koi Nemo. Koi Nemo này có nền hồng cánh sen, giá của em nó là 40.000. Máy số 30 là con máy Koi Nemo Galaxy, con này chủ đạo là màu đỏ cam, giá của nó là 30.000. Màu tươi luôn nè, màu tươi sáng mà giá chỉ có 30 thôi, bán rất rẻ luôn nè. Còn mã số 31 là em Koi Yellow Galaxy màu đậm luôn, giá của nó chỉ có 40.000. Đợt này lát xeo máy rất là rẻ luôn đó anh em, rẻ hơn trống luôn. Để cho anh em mình về tập ép chơi, mua nhiều nhiều máy để về mình tập ép. Mã số 32 là con Get Galaxy, con này xay to nha anh em, giá của nó 40.000. Con này xay to nhất bầy luôn, giá 40. Còn mã số 33 là con Nemo, Koi Nemo Galaxy, chủ đạo nền vàng nha anh em, màu rất là sáng luôn. Con này có giá là 60.000. Hàng cũng là 60.000, là hàng mắc rồi đó anh em, là hàng đẹp rồi đó. Con này mà đưa lên nó bán 100-200 á, không có rẻ hơn 100-200 đâu anh em. Mã số 34 là con máy Nemo Galaxy màu hồng cánh sen, giá nó 40.000. Đợt này mình để mấy cái giá hời hời cho anh em mình chơi có đã. Mã số 35 là con máy Koi Nemo Galaxy, con này có giá là 40.000 anh em. Con máy này cũng căng trứng luôn, chủ đạo cũng là nền vàng đỏ luôn. Rồi, con máy số 36 là con máy Koi Get Galaxy Gold, con này máy căng trứng, giá nó 40.000. Con máy số 37 màu đỏ cam, Koi Nemo Galaxy, giá nó 40.000 nè.
Con mái số 38, con này là hồng cánh sen đậm luôn nè. Con này là trắng, xanh, cam với màu hồng, bốn màu sắc kết hợp, không có nhiễm luôn. Giá chỉ có 60.000. Con này form cực tốt luôn. Cái bản đuôi mà nữa là mà ép ra là cái bản đuôi to anh em. Mái số 39 là con mái Get Galaxy Gold. Con này size chung, giá 40.000. Màu màu thịt dãy Galaxy rất là sáng luôn, vàng gold. Mã số 40 là con máy Koi Nemo Galaxy, Galaxy nhuyễn, con này có giá 40.000. Con máy số 41 cũng là con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay của Việt, đó là con Koi Nemo Galaxy. Con này chủ đạo nền cam, giá của em nó 30.000.